điểm số tuyển sinh đầu vào tăng liên tục trong 4 năm qua. Năm học 2014-2015, trường đón nhận 400 tân sinh viên, trong đó có nhiều em đạt điểm số 3 môn trên 21 điểm. Và trường vừa vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập đơn vị chủ quản của trường là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những tín hiệu vui mà thầy Kim Ngọc Anh, hiệu trưởng nhà trường thông báo trong lễ khai giảng của trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 vào sáng 27 tháng 9, 2014. Từ một trường dạy nghề được thành lập cách đây 36 năm, phát triển thành trường trung cấp chuyên nghiệp. Đến tháng 6, 2006, trường được nâng cấp lên cao đẳng. Có thể nói, đây là bước ngoặt quan trọng tạo tiền đề cho những đổi mới về nhiều mặt của nhà trường trong những năm qua. Trong 2 năm thì nhà trường đã xây dựng được trên 70 cái bộ giáo trình và tài liệu giảng dạy. Đó cũng là một cái điều kiện để cho sinh viên có cái điều kiện tự học và đào sâu cái kiến thức về phát thanh truyền hình. Trường đang xây dựng một cái cơ sở vật chất tại khu vực đài phát thanh phát sóng Quán Tre với cái diện tích là trên 3 hectare. Và dự kiến là trong khoảng là từ giữa tới cuối năm 2015 thì sẽ đưa vào một phần cái hạng mục công trình, đặc biệt là một số cái phòng học để đáp ứng cho cái nhu cầu. Cái số sinh viên học sinh của trường thành đạt ở trong cái nghề phát thanh truyền hình và truyền thông rất là nhiều, và chính cái hình ảnh của các cựu sinh viên đã làm một cái gọi là một cái điểm sáng để cho nhiều người, phụ huynh kể cả học sinh, người ta thấy rằng là vào cái ngành phát thanh truyền hình, mà đặc biệt là trường cao đẳng phát thanh truyền hình, thì có cơ hội trở thành nhà báo thực thụ. Những tin vui trong ngày khai giảng vừa là một lời nhắc nhở, gợi gắm, đồng thời là nguồn động lực để nhà trường vững tâm đổi mới công tác giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Còn về phía nhà tuyển dụng trong ngành truyền thông và báo chí phát thanh truyền hình, an tâm khi có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao.